Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Ngưu Hóa này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm.